mặt ở bệnh viện Nhi Đồng 1. Thì như lời đã hứa thì anh Phương vừa có nói là sẽ hỗ trợ cho bé Huy. Bé Huy sẽ lên đây khám và mổ bệnh tinh hoàn bị ẩn hai bên. Thì hôm nay mình sẽ cùng gia đình để cùng với bé nhập viện và mổ. Thì hôm nay anh Phương vừa bận cho nên là có nhờ mình là trợ lý của anh Phương. Thì hôm nay mình sẽ cùng đồng hành với gia đình ạ. Dạ. Nay Huy lên mổ hả? Dạ. Giỏi quá. Ủa, Huy lên hồi mấy giờ? Huy lên đây hồi mấy giờ? 4 giờ. 4 giờ. Vậy hả? Rồi ăn sáng chưa? Ăn sáng rồi. Con ăn sáng rồi. Dạ con ăn sáng rồi. Dạ con ăn sáng rồi. Ừ, giỏi. Dạ mình bốc số rồi không? Bốc rồi. Mà ngồi đợi. Dạ dạ. Chúng ta có con gì ạ? Con bị tét rồi đi. Anh hai con ở nhà làm cái gì cho? Anh hai con ở nhà làm câu chuyện gì nè? Anh hai đang phụ mẹ, phụ mẹ
bà nói chung ra nó không mạnh là nhiều, bởi vì nó khòm nó mới xuất xuất hồi, lỗ mũi nó mũi xịt ra máu này, nhà nó cũng xịt ra xuống. Thì nó làm bệnh gì á? Bữa đó đi khám bệnh bác sĩ nó bị tét nóng mặt mà kia lớn mặt đâu được, còn chị bệnh suốt luôn, bệnh nó sống mấy năm nay. Rồi nó nói con nó quá trời, vợ cũng cảm người ta khổ lắm rồi, còn đủ sức ăn không lên. Lần trước là anh với bạn bé lên hả? Con tới nhà luôn. Ồ, tới nhà con vừa. Đợt rồi á. Rồi sao mà tới chiều đó cái con vừa ghé lên ngồi nhà ăn trong ngày đó luôn. Ở trong nhà có xe mấy triệu mà anh này bệnh đâu có tiền đâu, sắp đi bán mình ra giờ. Nó ra người ta đi làm thì đi vui người ta chở, buồn người ta không chở. Đó. Bữa nào mạnh thì no, không mạnh thì đói. Nếu như mà hôm nay còn ngủ là có nghĩa là Quy đã sinh hoạt được mẹ rồi đúng không? Còn nếu mà hoàn thiện hoặc là như là phải thêm một vài lần nữa. Mỗi vài lần nữa mà đi là câu hỏi nè,
Quy có hay bị đau đầu không? Không. Không. Nó có không mà con. Không đau đầu hả? Thấy con hay bị giật giống như là con bị giật giật người hơn không? Lúc đó con có biết gì không? Bác sĩ con có nhìn thấy giật con luôn không? Bây giờ luôn không? Con có sao Quy nè? Bình thường à. Bây giờ con lên cái là con đâu có đau gì đâu. Người ta chỉ chỉnh hình thôi, đâu có đau gì đâu. Quy dậy là xong rồi, lên nằm cái là có thuốc mê vô cái là Quy tỉnh dậy là xong rồi, đâu có đau gì đâu. Lớn con bộ mãi à, cấp trước mà nó mẫu số lượng là nó lớn con. Đâu con. Nhỏ can đảm lắm hả? Bây giờ lớn rồi là biết sợ hả? Không can đảm nữa hả? Bây giờ lớn rồi con không có làm nữa. Bây giờ khỏi mở nó lên con không làm nữa đâu. Mình mới làm mình biết khỏe chứ. Mình lớn mình phải can đảm hơn là nhỏ chứ đúng không? Giỏi mà. Đi ra ngoài cái nó không gần đúng không? Rồi con nói cảm ơn chú Phương. Cảm ơn nha. Cảm ơn chú Phương. Cảm ơn chị với anh. Cảm ơn chị trời anh. Ngu quá, đang ngu quá không nói chuyện được. Cái gì để điện thoại đây rồi người ta mất rồi sao? Mua khác. Cho em đi nha. Nằm vô đi. Anh đâu? Đây. Anh cầm tờ giấy này ấy về em đưa tiền cho anh đóng. Rồi giờ anh nói với em là giờ mình đang kêu mình đóng tạm ứng trước 1 triệu ha. Rồi anh nói anh. Không nghe. Đây kêu mình đóng tạm ứng trước 1 triệu. À dạ hả? Dạ. Vậy ở đây đi rồi em đóng. Thank you.
248.000 chấm đanh. Trần Văn Quy 1.000.000. Dạ xin chào khán giả kênh Phương Dừa. Quý vị khán giả vừa xem xong cái đoạn video mà trợ lý của Phương Dừa dẫn gia đình của anh Vinh vô bệnh viện Nhi Đồng 1 để làm thủ tục để phẫu thuật cho bé Quy. Thì chi phí là tạm ứng trước là 1.000.000 đồng. Rồi sau đó thì mình phẫu thuật xong thì bệnh viện sẽ báo chi phí như thế nào để mình đóng thêm. Dạ do Phương Dừa bận nên Phương Dừa không có đi được nên nhờ bạn trợ lý. Dạ nên quý vị khán giả thông cảm giúp Phương Dừa ha. Dạ thì Phương Dừa cũng xin chia sẻ một xíu về cái hoàn cảnh của gia đình anh Vinh. Dạ Phương Dừa nhớ là khoảng 3 tháng trước thì Phương Dừa có đi về dưới An Giang để Phương Dừa công tác. Thì lúc đó thì anh Vinh dẫn bé Quy với lại hình như bà xã của anh lên bệnh viện khám rồi ghé nhà của Phương Dừa. Tại vì anh Vinh có xe theo dõi kênh của Phương Dừa rồi biết Phương Dừa cũng có hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nên anh Vinh anh ghé anh trình bày hoàn cảnh là lúc đó không gặp Phương Dừa mà gặp bà xã của Phương Dừa, thì bà xã Phương Dừa cũng có tiếp chuyện. Rồi sau đó bà xã Phương Dừa có xin thông tin và chuyển cho Phương Dừa. Thì lúc đó Phương Dừa đang ở An Giang thì Phương Dừa gọi cho anh Vinh và Phương Dừa ghé thăm nhà anh ở dưới huyện Phú Tân đó, bà con cô bác. Dạ thì lúc đó Phương Dừa nhớ là đi cũng rất là trễ và Phương Dừa cũng rất là mệt, nhưng Phương Dừa cũng cố gắng. Phương Dừa đi đến nhà của anh thì gặp được anh rồi bà xã anh rồi hai đứa con trai của anh. Thì bé Quy thì là bị bệnh về động kinh rồi bị vấn đề về tinh hoàn phải phẫu thuật. Dạ nhưng mà gia đình anh thì cũng thuộc dạng nghèo khó khăn nên lo viện phí rất là khó khăn. Thì bữa đó Phương Dừa ghé thăm thì Phương Dừa có giúp cho gia đình của anh 2.000.000 để cho anh mấy bữa sau anh có cái lộ phí để anh đi khám bệnh cho bé Quy. Rồi sau đó kết quả như thế nào thì Phương Dừa sẽ giúp tiếp. Phương Dừa có hứa là khi mà bé phẫu thuật á, Phương Dừa sẽ lo toàn bộ cái phần viện phí cho bé. Và cái mong muốn của anh Vinh cũng như là bà xã anh Vinh là cũng như vậy. Dạ nói về hoàn cảnh của anh á, thì so với hoàn cảnh khác Phương Dừa đi giúp thì nó cũng còn đỡ hơn rất là nhiều. Tại vì anh cũng còn trẻ, cũng còn lao động được. Rồi vợ anh cũng còn trẻ, thằng con trai cũng hơi chậm nhưng cũng đi làm được. Phương Dừa cũng khuyên, cũng nói với anh là anh phải cố gắng lên. Tại vì ở xã hội này cũng còn nhiều người khổ lắm. Em thì chỉ giúp được cho anh cái phần viện phí cho bé thôi. Còn cái phần mà anh đi lại rồi ăn uống hay gì thì anh phải cố gắng nha. Thì anh cũng có hứa với Phương Dừa là anh sẽ gắng cố gắng và sẽ dẫn bé đi khám, có gì báo tình hình cho Phương Dừa. Thì khoảng 1-2 tuần sau thì anh có dẫn bé Quy lên bệnh viện Nhi Đồng 1 để anh khám. Thì khi mà anh khám xong thì lúc đó không biết sao anh không có chuẩn bị tiền bạc gì hết trơn á. Thì tiền khám đồ thì cũng ít, tiền đi lại ăn ở nữa.
thì cũng chiếm một phần, thì anh mới qua cửa hàng sầu riêng của Phương Dừa để em nhờ Phương Dừa giúp. Thì lúc đó Phương Dừa đưa 2 triệu và Phương Dừa có nói với anh là dạ anh Ninh Vinh ơi, dạ, cái này là anh em mình phải nói thiệt, có thương cũng thương nhưng mà phải nói thiệt để anh chuẩn bị là em là chỉ lo cái phần viện phí cho bé thôi, phẫu thuật của bé, bệnh viện báo đóng bao nhiêu thì em sẽ đóng, còn cái phần đi lại ăn uống thì anh phải gắng cố gắng chứ anh đừng có ỷ lại. Dạ em không có thể lo được hết cho anh, lại còn nhiều hoàn cảnh khó khăn khác, khó khăn dữ lắm đó. Thì hai chồng cũng có hứa là nói là 2-3 tháng sau thì hai vợ chồng sẽ lên khám rồi có gì sẽ báo cho Phương Dừa. Thì 2-3 tháng sau thì hai chồng lên khám và báo cho Phương Dừa trước, thì Phương Dừa biết là lịch Phương Dừa bận nên Phương Dừa có chuẩn bị 15 triệu để cho bạn trợ lý là đi cùng đi khám với lại anh Vinh, rồi bệnh viện đóng báo đóng bao nhiêu thì mình sẽ đóng. Thì lúc đó thì như quý vị giả coi thì mới đóng 1 triệu. Thì lúc đó thì anh có gặp trao đổi với trợ lý của Phương Dừa là nhờ xin thêm tiền để sinh hoạt, xe cộ đi lại ăn ở. Thì Phương Dừa mới nói là Phương Dừa làm việc thì lời hứa thì Phương Dừa giữ lời, và Phương Dừa hứa cái gì Phương Dừa làm cái đó. Cho nên là em đã báo với Phương Dừa nói là nói với bé trợ lý là Phương Dừa đã trao đổi với anh 2 lần rồi, là Phương Dừa chỉ hỗ trợ cái tiền phẫu thuật, viện phí rồi thuốc men gì đó, còn cái kia thì anh phải tự lo. Mà Phương Dừa nghĩ bây giờ lên bệnh viện thì những cái hộ nghèo thì nó cũng tương đối là cũng hỗ trợ rất là nhiều bà con cô bác, tại vì ăn ở đó thì cũng không tốn gì nhiều. Cái thứ hai nữa, ăn uống thì cũng có cơm từ thiện này kia rồi. Nói chung là Phương Dừa cũng đã đi vô bệnh viện rất là nhiều rồi, cũng gặp nhiều hoàn cảnh là họ đi vô là họ chỉ cần cái tiền khám chữa bệnh là quan trọng, còn cái tiền ăn uống thì mình phải sắp xếp đó. Thì sau khi mà Phương Dừa trao đổi bạn trợ lý như vậy thì bạn trợ lý trao đổi lại với ảnh, thì không hiểu sao thì ngay trong hôm đó thì ảnh hai vợ chồng mà trốn bệnh viện đi về luôn đó. Và trợ lý gọi cho Phương Dừa báo lại Phương Dừa, Phương Dừa cũng báo lại kêu gọi hỏi lại còn sao, Phương Dừa cũng hơi bận. Thì anh mới nói là bất mãn quá, và anh mới nói với trợ lý Phương Dừa là nói nguyên văn là nó thằng Phương Dừa lấy cái số tiền đó đi giúp ai giúp đi, anh không cần nữa. Phương Dừa cũng lấy làm khó hiểu và cũng hơi thất vọng về cái cách xử lý của hai chồng anh. Dạ Phương Dừa nghĩ là không biết là hai chồng anh là muốn chữa bệnh cho con mình không, tại vì chữa bệnh cho con mình cũng là số tiền rất là lớn, cũng 10-20 triệu gì cũng chưa có biết được nữa, ít nhất cũng phải 10-20 triệu. Mà Phương Dừa đã lo được cái phần đó rồi thì hai anh chị phải gắng cố gắng để hai anh chị lo cái phần nhỏ xíu kia còn lại kia chứ. Dạ qua cái sự việc này Phương Dừa thấy là anh với chị hơi ỷ y vào Phương Dừa. Dạ Phương Dừa đã hứa là giúp, là Phương Dừa giúp, và giúp cái khoản nào là Phương Dừa giúp đó, mình làm việc đâu đó rõ ràng. Thật ra thì Phương Dừa cũng không muốn chia sẻ cái video này lên, dạ, nhưng mà Phương Dừa sợ là Phương Dừa đã quay một cái clip Phương Dừa hứa giúp rồi mà sao vẫn đi lâu thì bà con cô bác không thấy Phương Dừa giúp. Cái thứ hai là sợ nhiều khi anh về dưới rồi anh không có phẫu thuật cho được bé Quy thì bà con cô bác hỏi thì hỏi tại sao, thì nhiều khi anh nói là Phương Dừa nó không giúp thành sao đó. Thì Phương Dừa muốn chia sẻ cái thông tin này, và qua cái câu chuyện của anh thì Phương Dừa cũng mong muốn là những hoàn cảnh giúp đỡ thì Phương Dừa đều có hướng giúp đỡ của Phương Dừa, và Phương Dừa trao đổi ngay từ đầu Phương Dừa giúp được ở khả năng nào, giúp được cái việc gì Phương Dừa giúp, còn cái nào ngoài khả năng thì Phương Dừa không thể giúp đó. Cái nguyên mỗi người có đều có một nguyên tắc làm việc làm, và mình nên đừng có ỷ lại quá vào những người mà giúp đỡ mình, hoặc là cụ thể là Phương Dừa. Đấy, cũng giống như là mình đâu biết gì nhau đâu. Dạ và Phương Dừa đã đi tới tận nhà, bỏ thời gian đi tới nhà Phương Dừa đã giúp như vậy, và Phương Dừa bận Phương Dừa cũng báo bạn trợ lý là đi giúp như vậy. Nhưng mà phải chi mà anh chị trao đổi thêm một xíu nữa thì nó sẽ hay hơn đó. Thật ra Phương Dừa giúp hết cũng được, nhưng mà Phương Dừa muốn là bản thân các anh chị cũng phải cố gắng đó, chứ đâu ai thể mà lo cho mình hết từ A tới Z được. Bản thân của Phương Dừa cũng đi làm từ sáng tới tối, thứ bảy nhật Phương Dừa cũng phải đi làm, cũng cực khổ lắm, nhưng mà Phương Dừa cũng phải cố gắng làm rồi. Tại vì mình làm thì nó so với mọi người thì coi như là dễ kiếm tiền hơn xíu, thì mình kiếm tiền được thì mình trích ra để mình giúp mọi người, rồi quý ông bà cô chú cũng thương Phương Dừa, tin tưởng Phương Dừa, gửi tiền cho Phương Dừa để Phương Dừa gặp ai khổ thì Phương Dừa giúp nó. Thì Phương Dừa thấy hoàn cảnh mình thì nên mình giúp ở mức đó là được rồi đó. Mà bởi vậy tới giờ mình cũng hơi thất vọng, mà mình cũng hơi khó hiểu là
không biết là anh muốn, anh vợ chồng anh chị là muốn chữa bệnh cho con của mình hay là muốn tiền sinh hoạt đó. Thôi nhờ qua cái sự việc lần này thì Khương Dừa cũng hy vọng là thôi coi như là mình cũng muốn giúp, nhưng mà thôi nhiều khi anh chị không muốn thì thôi, có thể là anh chị sẽ về anh chị làm, anh chị kiếm được tiền để anh chị đi chữa bệnh cho con của chị, tại vì nó cũng chưa cấp thiết hay sao đó. Dạ, và Khương Dừa cũng hy vọng là trong cuộc sống mình phải nỗ lực thật sự, có người giàu còn nỗ lực hơn rất là nhiều là người nghèo đó, người nghèo mình phải gắng cố gắng. Khương Dừa cũng vậy thôi, xưa Khương Dừa cũng khó khăn nghèo khổ, mình phải cố gắng mới đi làm rồi mới học hành mới có được như ngày hôm nay, chứ đâu có gì nó dễ dàng hết quý vị khán giả. Dạ rồi, cảm ơn quý khán giả rất nhiều ha, hy vọng là quý khán giả cũng đừng có trách gì anh chị. Khương Dừa cũng chỉ muốn chia sẻ thông tin để quý ông bà cô chú anh chị nắm rõ cái thông tin, để mình đừng có bị nhiễu cái thông tin. Nhiều khi đó Khương Dừa quay lên clip như vậy, gặp như vậy, chia sẻ như vậy rồi về cái nó nói Khương Dừa không giúp hay kia, thì mỗi cái mà mọi người nghĩ có không tốt thì mình cũng buồn lắm, tại vì cái mình cũng đã có cái ý mình muốn giúp rồi. Dạ rồi, chào tạm biệt quý khán giả nha, quý ông bà cô chú. Bây giờ Khương Dừa đi ăn miếng cơm để Khương Dừa quay tiếp, chắc nay quay tới tối, ngày mai cũng quay nữa, cũng hơi mệt nhưng mà phải gắng cố gắng. Chào tạm biệt quý ông bà cô chú nha, hẹn gặp lại quý ông bà chú trong một video sau. Bye bye.